là một người Trung Quốc đã hợp tác với đồng bóng phẩm Việt Nam và mang thức được qua thử nghiệm tại Việt Nam. Và đúng đó thì cái khoa chữ D mà cái tòa nhà mà đang được thực tập và đặt xây tòa nhà bộ đó, khoa chữ D hồi xưa là tòa nhà dưới đất, thì nơi đó là được ghi nhận là nơi đầu tiên trên thế giới thử nghiệm lâm sàng Artemisinin theo đúng phương pháp khoa học của phương Tây. Trước đó Trung Quốc có nghiên cứu ở khu đại Hải Nam theo kiểu giống như chúng ta làm được mặt ngay rất kéo kiểu tờ được quan quan sát người ta thì đó không đúng với khoa học nên chưa phương Tây họ không chịu, thì sau đó Sydney họ mang thức của qua hợp tác với lại giáo sư Đức Hoài ở bên Mai Quân Thái Lan và mang thử tại Việt Nam, thì chúng ta là thử nghiệm đầu tiên á, và chúng ta thử nghiệm chứng minh hiệu quả của nó. Sau đó thì Thái Lan và các nước Đông Nam Á là số lượng lớn hơn thì được công bố toàn thế giới. Và khi mà người ta đặt cái tòa nhà để xây cái khu sinh viên mình ở hiện tại, thì các bác sĩ đã có phần người ta gỡ cây tòa nhà và người ta mang qua bên Anh, người ta trưng bày. Ta thấy đây là nơi đầu tiên từ điểm ảnh như sinh để trong việc bảo tàng. À, là chúng ta rất là nổi tiếng với thức này. Nhưng khi vinh danh này thì Việt Nam không có chữ nào ra hết. Rất là tức, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bỏ công sức là làm nghiên cứu rất nhiều đứng về điều trị stress hiện tại trên thế giới, Việt Nam đóng góp rất lớn. Chúng ta đóng góp rất lớn, rất nhiều những thuốc này toàn những khu Việt Nam hết. Bởi vì chúng ta hợp tác và có phần Việt Nam và triển khai từ bệnh viện và dịch tới trong nhiều năm ở tỉnh thành phía Nam. Tuy nhiên, rồi kết quả cuối cùng thì Thái Lan nữa. Thuốc này đặc biệt là gì? Những cái thuốc stress thông thường thì nó chỉ ta là mổ chu kỳ thì nó giảm 12, 13 thôi. Artemisinin mổ chu kỳ nó giảm 10.000 lần, 14. Do đó lượng sử dụng giảm xuất rất nhanh. Tuy nhiên cái thời gian bắt buộc nó ngắn lắm, 45 phút thôi. Do đó nó không có sạch, nó xuất nhanh nhưng mà nó không sạch. Đó là lý do người ta phải dùng nó phối hợp với một thuốc khác có tác dụng kéo dài, nó nằm rất lâu trong máu để diệt những cái thể còn sót lại sau này. Đây, tại sao hiệu quả? Những thuốc kháng stress khác nó chỉ tác động từ thể tư dưỡng trở đi là thôi, còn thể nhận thì nó không có tác động. Nhưng mà Artemisinin thì nó tác động cả thể nhận, tất cả các dòng đều tác động, đặc biệt là thể nhận nó tác động luôn. Đó là lý do tại sao mà diệt stress nhanh hơn những thuốc khác. Chúng ta làm nghiên cứu trước, nhưng mà đến năm 2005 thì thế giới đã công bố, trước đó Việt Nam làm nghiên cứu năm 95 và đã công bố rồi, là so sánh Gidin và Artesunat trong điều trị sốt rét active thì rõ ràng rằng Artesunat tốt hơn hẳn. Artesunat tỷ lệ tử vong thấp hơn nhóm Gidin để đừng lo khắc là thời gian, tức là theo thời gian và tỷ lệ sống còn nhiều hơn thì rõ ràng rằng Artesunat tốt hơn. Sau khi công bố này thì cả thế giới người ta đã sửa lại phác đồ và điều trị sốt rét hiện tại thì sốt rét active ưu tiên sử dụng Artesunat tiêm tĩnh mạch chứ không sử dụng Gidin đi loại huyết truyền tĩnh mạch nữa, bởi vì tác dụng nó không bằng. Alendronkin thì thuốc này là những thể vô tính trong máu, ở Việt Nam là vùng khác đường kiện đối với vaccine. Đây chúng ta chỉ dùng Alendronkin để chữa phi vắc thôi. Nhưng nếu số rất phi vắc thì ta điều trị bằng Alendronkin để diệt thể vô tính trong máu. Phụ nữ có thai thì sử dụng được an toàn. Primakin thì mình dùng để diệt thể mụn và da vàng. Do đó với phi vắc thì ta có uống Primakin, và đối với phân sinh thì ta có uống Primakin liều duy nhất để ta diệt cho vào chống lây lan cho cộng đồng. Tuy nhiên điều lo lắng nhất đối với Primakin là cái tăng huyết của bệnh nhân thiếu đèn từ sáng đến đêm, bệnh nhân thiếu đèn này uống được vào tiết huyết sắc tố nằm thấy tiết dài thì đen một lần đó là chút rét gà ra. Nhưng mà nếu thông thường anh uống thuốc thuốc oxy hóa mặt ở người thiếu đèn từ sáng đến đêm đưa ra tiết huyết sắc tố. Phụ nữ có thai và cho con bú và không được đeo khi sang thang là chồng quy định, anh quy định có bài cho anh. Đối với sức cơ vi vắc thì mình xài Chloroquine 3 ngày, sau đó ta uống Primakin 14 ngày và phần đường trung tâm dạng cầu đồng bạc. Đối với phân sinh thì hiện tại chúng ta xài đi dựng đoạn Artemisinin Piperakin 3 ngày và uống Primakin liều duy nhất thì liều duy nhất để diệt thể mụn. Tại sao không Primakin? Người ta làm nghiên cứu thấy rằng cái màu tím đậm là không xài Primakin, màu tím nhạt là có xài Primakin. Cái tỷ lệ này là tỷ lệ còn thể da bào ở trong máu theo thời gian từ 0 cho đến 42 ngày. Rõ ràng rằng nếu cái nhóm uống Primakin thì sau khoảng 14 ngày thì hầu như da bào đã biến mất. Tuy nhiên nếu mà anh không uống Primakin
stress xong, anh chị hết bệnh, họ về cộng đồng và bà con trong vườn, mũi anh phải tiếp tục đốt họ, có thể là hút máu có da bào và sẽ lưu trữ mầm bệnh và lây cho người khác. Do đó thì bắt anh uống Fibakin là để chống lây lan, là để giảm nhanh da bào để về cộng đồng, để anh không có lây lan cho cộng đồng được. Đó là lý do một Fibakin. Thì tại vậy coi ha, thì tự coi phụ nữ có thai và đẻ em bị sốt rét thì uống thuốc như thế nào. Thì đương nhiên mình nhớ mấy chuyện. Chuyện thứ nhất là Fibakin không dùng cho phụ nữ có thai, cho con bú và đẻ em dưới 6 tháng. Rõ ràng. Chuyện thứ hai, Actimicinin không dùng cho phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu. Dưới 3 tháng, xài cái Dipalenda trên 3 tháng mới được xài Actimicinin. Nhớ ha. Còn Fibakin thì đương nhiên có thai là cặp không được xài. Trẻ em trên 6 tháng mới được xài, còn trẻ em về dưới 6 tháng thì không có Fibakin. Này chỉ dạy thôi chứ có gì đâu. Viết rương ra vậy cho mình nhớ mấy chuyện với nguyên tắc thôi. Hay là Fibakin không xài ở phụ nữ có thai cho con bú và trẻ em dưới 6 tháng. Phụ nữ có thai dưới 3 tháng không được xài nhóm Actimicinin. Ai đó. Sau đó Actin, nhớ nếu là Actin thì ta phải xài Actinat tim mạch chứ ta không được thuốc uống. Đồng ý ha. Khi bệnh nhân tỉnh uống được thì ta chuyển sang uống Diloran Actimicinin Diloran cho đủ liều trình điều trị 3 ngày nữa. Người ta khuyên cáo ta không nên xài Mefloquine trước đó, xài Mefloquine nhưng mà thấy một số bệnh nhân sốt rét tức thì não tỉnh đầu cho uống Mefloquine thì bệnh nhân bị làm đùng rồi hôn mê trở lại, đây gọi là hội chứng thần kinh sản xuất rét do liên quan đến bệnh nhân Mefloquine. Anh là đâu có gặp nên ta khuyên cáo không nên xài Mefloquine. Còn những cái chuyện khác thì mình coi đồng bà nghe cái này điều trị là tiền máu thế nào, coi đồng bà nghe cái này tăng cao rồi. Nãy mình nói được triệu chứng là nhớ sốt rét thể sốc thì nhớ rằng không để CPK và hải sản kháng sinh. Suy thận cấp thì mình có cái chỉ định là thể thận trong bài có thiếu máu khi nào được máu trong bài có. Còn không có máu cũng dài quá, nghèo mạnh. Đó, phần này phần cập nhật. Các thách thức đối với lão khi đầu tiên mà chúng ta sẽ thông toán được sốt rét vào năm 2030. Có hai việc. Chuyện đầu tiên hết là sốt rét đề kháng. Sốt rét đề kháng và Actimicinin, và chuyện thứ hai là điều trị tiền căn sốt rét thời gian ngắn. Thì thật ra tất cả các thuốc sốt rét khi mình đưa ra sử dụng thì một thời gian sau nó đều càng kinh điển là tuổi thọ lâu nhất, năm 1632 đến năm 1910 thì ta thấy khác, ta 278 năm thì mới thấy bệnh khác. Còn những thuốc sau này rất là nhanh ha, cái trong vòng 10 năm trở lại, thậm chí cái thuốc mới bị đưa ra sau đó bị cắt ngay lập tức. Còn Actimicinin thì đúng là nghiên cứu của bà Tú Đồ Đồ và đưa ra chất đó. Sau đó ông giáo sư kia ông đi thử ở bên đảo Hải Nam thì năm 1971 thì đến năm 2006 thì bắt đầu thấy báo cáo có kháng thuốc. Điều đó để tránh tình trạng kháng thuốc thì Tổ chức Y tế giới yêu cầu là ta có nhiều cách, ta tăng liều thuốc chống kháng sốt rét. Trước kia mình xài 422, bây giờ mình xài 444, 333 thì mình không có giảm liều nữa. Tuy nhiên mình không thể tăng mãi được, vì tăng nhiều thì độc tính tăng, cho nên chúng ta không tăng liều được, tăng đến giới hạn của nó mà thôi. Thứ hai, quy định rằng ta phải phối hợp hai thuốc kháng sốt rét có cơ chế khác nhau. Đã mình nói rồi, Actimicinin diệt nhanh nhưng thời gian bảo vệ ngắn, chỉ khoảng 45 phút nó giảm hết một nửa lượng sản phẩm mất khỏi máu, do đó anh vô diệt nó cách rảo nhanh xuống. Nhưng mà nó nếu anh không xài tiếp thì thời gian sau cái con mạch nó bò lên đó là nó bò bị sốt rét tái phát. Do đó người ta phối hợp với một thuốc tác dụng kéo dài, nó nằm trong máu nửa tháng đến một tháng mình thải ra để nó diệt những cái con còn sốt lại. Thuốc đó thì tác dụng không nhanh nhưng nó tồn tại trong máu lâu để diệt những con vi sinh trùng sống lại, đó là nguyên tắc. Do đó thấy rất nhiều phối hợp thuốc Actimicinin là thuốc nhanh, Mefloquine là một thuốc tác dụng chậm kéo dài, hay là Actimicinin thuốc mình đang xài hiện tại trong nhiều quốc gia là Dihedron Actimicinin là thuốc tác động nhanh, còn Fibakin là thuốc tác động chậm nhưng kéo dài để ta tiêu diệt thành phần của sau bạc vân vân. Tuy nhiên đến năm 2009 khi tạp chí New England đăng bài báo này đã gây chấn động cả thế giới là thuốc mà tất cả đều ăn
hứa bởi vì Việt Nam đẩy lùi dịch sốt rét, sau đó thì thế giới đồng ý cho sử dụng cho toàn thế giới, thì châu Phi bắt đầu sử dụng thì năm 2007 châu Phi bắt đầu sử dụng, thì đến 2009 chúng ta công bố. Cái này là nghiên cứu của Thái Lan, nhóm nghiên cứu đã bóc phần tại Thái Lan ngoài đời nghiên cứu Thái Lan, họ thấy rằng cái vùng Bailin thì thấy rằng nó chậm sạch hơn, chính là anh cũng xà liều giống như nhau, nhưng khi sinh trùng ở bên Thái Lan nó sạch 48 tiếng thì nó hết âm tính, trong khi cái nhóm mà ở bên Bailin là miền Tây Campuchia giáp biên giới với Thái Lan thì thấy rằng nó chậm sạch tới khoảng 8 mấy giờ là mới âm được, tức là nó chậm hơn ngày, chậm hơn ngày. Thì người ta báo động rằng artificial bắt đầu bị đề kháng vì sử dụng, ngày xưa sử dụng 2 ngày là âm tính, bây giờ sử dụng 3 ngày cũng còn, tức là bắt đầu kém. Okay. Thì mình thấy rõ ràng rằng càng về thời gian bán hủy thì một trong những cái mà để người ta chỉ định chỉ điểm là nó kết thúc là ta dựa vào thời gian thải cái sinh trùng, thời gian thải cái sinh trùng parasite lateral time, thì thấy rằng thời gian bán thải mà trên 5 tiếng là bắt đầu nó chậm, vì thông thường chỉ khoảng 3 tiếng thôi, thông thường thời gian bán thải sinh trùng đối với artificial khoảng 3 tiếng thôi, nhưng mà nếu anh làm nghiên cứu anh đo mật độ và dựng cái đường cong lên mà cái đường cong này mà thời gian bán thải nó trên 6 tiếng, bán thải là gì? Thời gian lượng cái sinh trùng giảm 50% sau khi tiếp xúc kết thúc. Thế nên cho bệnh nhân uống thuốc vô thì ta thấy rằng đa phần trong vòng 5 tiếng là bệnh nhân một nửa lượng sinh trùng đồng hóa. Tuy nhiên nếu như anh uống vô mà trên 5 tiếng nó mới giảm, chứng tỏ rằng bắt đầu nó có khác, bắt đầu nó xuất hiện khác. Ngay cả thuật ngữ thời gian bán thải nó là chặn thải do kháng thuốc, trước khi là 10-14 thì sau khi nó bị kháng nó thành 10-12 cho nên nó chậm sạch hơn, nên thời gian tốc độ diệt nó giảm hẳn đi. Thì rõ ràng ta giải thích tại sao đa phần thuốc sốt rét khác thì nó từ thể tư dưỡng trở đi, thuốc artificial nó là nhạy thì nó diệt cả thể nhận, còn bây giờ nếu nó khác thì thể nhận nó không tác động được nữa, tức là nó khác ở thể nhận, do đó anh chỉ cúp đuôi thôi, cúp mình nó cọ nó sẽ lên trở lại nên ta không biết tin. Thế thì cái marker về di truyền nào, ta phải dấu ấn di truyền nào giúp người ta phát hiện cái gì mà nó khác ở thể nhận này, nó giảm kéo dài thời gian sản sinh trùng, thì người ta thấy rằng đột biến cách 13 là một đột biến đặc trưng của khác. Thì tuy nhiên người ta làm rất nhiều nghiên cứu thì thấy rằng hệ có đột biến tại cái cách 13 này thì cái thời gian bán thải cái sinh trùng nó đều tăng trên 5 giờ, cái ngưỡng 5 giờ là ngưỡng phân biệt nhạy khác. Cái dòng chuẩn á, thì đa phần nó khoảng 2-3 tiếng thôi là nó đã thời gian bán thải khoảng 2-3 giờ thôi, nhưng những cái dòng có đột biến thì luôn luôn cao, và đặc biệt cái dòng 580 là C580Y, tức là tại vị trí 580 xích tiêm được thay thế bằng tyrosine, thì cái đột biến này rất đặc trưng, đặc trưng ở vùng Đông Nam Á. Tôi xin nói về đột biến đó, hiện tại nó có tràn ngập khắp Đông Nam Á. Thế đó, thì để nhớ là gì? Khắp chứ không phải là khác, tức là tình trạng chậm sạch cái sinh trùng. Hiện tại nó đâu có phải thất bại đúng không? Ta chữa vẫn hết, nhưng nó lâu sạch cái sinh trùng hơn và nó hay bị tái phát vì nó không sạch hết. Thế thôi, sẽ là kháng một phần, tức là mô chậm sạch sinh trùng sau điều trị. ACT là gì? Actinidin, combination treatment, điều trị kết hợp với thuốc có chứa actinidin hay ACT hoặc acetone truyền điện. Chậm sạch không nhất định nghĩa là thất bại điều trị. Khi nào thất bại? Thất bại khi nào mà ta thấy xuất hiện lưu khác luôn với thuốc đi kèm. Thuốc đi kèm còn có thất bại đâu, thuốc đi kèm mà đi khác thì thất bại mới thất bại. Mình thì dùng cái gì nha, tự động định nghĩa thế nào cũng tự động. Khám một phần là tâm sinh niên thập niên 2011-2013, thời điểm đó thì mình thấy rằng ở Việt Nam mình cái dòng hoang dại là màu xanh lá cây, cái đột biến mà C580Y là màu đỏ, còn màu cam là những cái đột biến khác, nghe đột biến khác. Thì rõ ràng thời điểm đó thì ở Việt Nam khoảng 60% vẫn còn dòng hoang dại, còn trong khi đó cái vùng Bailin thì hầu như là mình thấy rằng đến khoảng 3/4 là 70% là cái dòng đột biến C580Y. Đến năm 2015-18 thì sao, cả vùng này đã chuyển qua là cái dòng đột biến C580Y hết. Chúng ta hiện tại là 90% chủng sốt rét ở dòng biên giới Việt Nam, đặc biệt là ở vùng Bình Phước, là đột biến C580Y, tức là khác.
Tuy nhiên khác tinh sinh tinh không thì chưa chắc là thất bại điều trị. Anh thất bại điều trị thì nó là chuyện khác, là bây giờ thì hắn luôn thuốc kia rồi. Thì giám sát sốt rét ở ba nước Campuchia, Việt Nam và Thái Lan thì cảm thấy thế này: Việt Nam mình là bệnh phước, Thái Lan có màu xanh dương. Thì rõ ràng rằng hiện tại anh thất bại điều trị 50%, anh thất bại điều trị 50%, đúng không? Mới bắt đầu ngày không thì tất cả là còn chưa bị tái phát, tỷ lệ tái phát anh không thúc vô hết bệnh. Thì từ ngày không, ngày 7 không có tái phát, nhưng mà bắt đầu từ ngày 14 đến đi bắt đầu tái phát từ giờ đến 42 ngày thì anh tái phát đến một nửa. Hiện tại ở Bình Phước chúng ta điều trị 2 ca sốt rét thì 1 ca sẽ bị tái phát trong vòng 42 ngày, tức là thất bại, đặc biệt là ở vùng Cù Lao Chàm và Phước Long. Đó là những cái vùng mà giáp biên giới đó, hiện tại chúng ta thất bại nặng nề. Hầu như là thuốc chuẩn chúng ta là dihydroartemisinin. Cái này là phác đồ, cả 3-4 cái điểm này đều sử dụng dihydroartemisinin, tức là cái thuốc chuẩn của mình á. Campuchia, Việt Nam, Thái Lan đều sử dụng thuốc chuẩn đó, và thấy rõ ràng rằng tất cả những thất bại, đặc biệt ở Thái Lan là thất bại đến 90%, 90% cho các khác rất rõ đó. Còn Việt Nam mình là 50%, 50% thất bại. Như vậy người ta tập kiểm tra coi có kháng tiêm từ đăng ký hay không. Thì những cái marker là đầu tiên hết, những cái đột biến mà liên quan đến cái gen CLT là cái gen mà khác protein, thể có đột biến đó thì bệnh nhân sẽ thất bại điều trị. Còn khi không có đột biến đó thất bại được ít hơn 4 đột biến này tình nghi. Nhưng mà đặc biệt là lactobacillus 2 là cái gen này sẽ khuếch đại. Nếu bệnh nhân mà không khuếch đại gen này, tỷ lệ thất bại tăng lên thẳng. Còn nếu không khuếch đại thì không thất bại. Do đó cái marker về chẩn đoán kháng của gen này khi nó cũng xuất hiện luôn ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam. Tóm lại thì đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng lactobacillus là kháng bupivacaine ở Việt Nam là cũng gần 70%, chúng ta gần 70%. Trước đó nó chỉ xuất hiện ở miền Tây Campuchia thôi, Tây Liên thôi, sau đó nó lan tràn cả khắp và Việt Nam càng ngập luôn. Do đó hiện tại thuốc mình có đột biến C558I kháng bupivacaine, có đột biến bupivacaine kháng bupivacaine luôn, đột biến cả hai. Thì cả hai ha. Do đó hiện tại là cái dòng mà mang hai cái gen khác. Thứ nhất là đột biến F13 C558A là bệnh kèm 1, và cái dòng mà kháng bupivacaine nó mang cả hai cái yếu tố này cùng một lúc. Hiện tại là cái mọn cao thì rõ ràng là 27-21 rất ít, chủ yếu ở Campuchia. Qua 2012-2015 bắt đầu tăng dần 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 quốc gia khác, và đến 2018 hiện tại thì nó chiếm hơn một nửa, phù hợp với hiện tại cái điều trị thất bại là 10%, là kháng cả hai thuốc, thất bại điều trị. Đây Việt Nam mình đang thấy rõ ràng Việt Nam mình là cái màu xanh hạt nhạt đây nha, đến 2018 thất bại 50%. Trước đó chúng ta đã có đột biến K558I từ năm 2012 rồi, thì chúng ta không thất bại. Đến khoảng năm 2015-16 thì ta mới thất bại, thì khi đó ta có cả kháng bupivacaine là mới thất bại. Hiện tại thì Bộ Y tế chỉ có giám sát được kháng K13 thôi, thì chúng ta có hầu hết những tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Gia Lai và ở Quảng Nam là giáp biên giới với Lào và Campuchia là xuất hiện kháng thuốc. Có một tỉnh là ở Khánh Hòa có, chúng ta là trong nội địa không liên quan. Mình giám sát Bình Phước mình thấy gì? Thấy chuyện thứ nhất là tỷ lệ lam dương tính vào ngày thứ ba của chúng ta là cái đường màu xanh. Là từ năm 2012 là chúng ta đã thấy rằng nó chậm sạch cái sinh trùng rồi, 30% vào ngày thứ ba vẫn còn, và là tăng dần đến 2015-2016 rất là cao. Tuy nhiên thấy rõ ràng không? Tới 2014, mặc dù là tỷ lệ lam dương vào ngày thứ ba, thời gian có thể cái sinh trùng là trên 5 giờ, nhưng mà tỷ lệ thất bại tăng chỉ thấp hơn 5% thôi, thì chứng tỏ là ta chưa có kháng bupivacaine. Nhưng mà từ 2016 trở đi bắt đầu thấp một lần, đến 2017-2018 thất bại 50%, là chứng tỏ rằng ta kháng luôn bupivacaine rồi, kháng luôn bupivacaine. Đây đầu tiên xin được cảm ơn các có thể 22 rồi, và nó tăng dần và đến hiện tại là 90% các chứng sốt rét là có đột biến. Như vậy ta làm gì? Nếu là dương tính vào ngày 3 trên 10%,
thì ta đi nhánh dưới đây, đúng không? Nếu tỷ lệ thất bại vào ngày thứ 42 trên 10% thì ta đã nghi ngờ kháng acetylcholine và thuốc phối hợp luôn cả hai, thì đó chúng ta buộc lòng phải thay thuốc khác. Hiện tại chúng ta làm tiền thuốc thay thế, chúng ta hết thuốc rồi. Nếu ta đi dùng đó, ta thấy ở dùng D người ta số lấy tới 4 lần số bé chữa hết 15-20 ngày sau coi cho vô uống thuốc hết, 5 ngày sau coi đi vô ha, không hết, không hết được. Ông đó là ăn bạn rủ đi phượt ở Bù Gia Mập, ở rừng Bù Gia Mập, đi vô đó phượt xong rồi nhặt đê và dưới xuống xong về số bé chữa 4 lần không hết. Ở vấn đề hiện tại là kháng thuốc và vấn đề lớn hiện tại làm gì? Thuốc mới chúng ta đang nghiên cứu, Việt Nam đang nghiên cứu một số phương pháp mới và các công ty dược thì đây là thuốc mới, nhưng mà những thuốc này có giai đoạn 2 thôi, cỡ nhất 5 năm nữa mới có thuốc mới để điều trị. Do đó hiện tại ta sử dụng những phối hợp có sẵn, thì chúng ta đang được khuyến cáo và xài acetylcholine, metronidazole, nhưng mà chúng ta có thuốc. Tổ chức Thế giới hứa sẽ mua cho chúng ta, cho nên hiện tại ta được chữa thay thuốc. Vấn đề thứ hai là điều trị tiền cận vi mắc. Tiền cận vi mắc thì điều trị bằng primakin. Nghiên cứu này là Việt Nam có tham gia rằng điều trị tiền cận 24 ngày đa phần bệnh nhân bỏ không được, không ai uống thuốc được 14 ngày. Ở dân cái rừng khi anh đang thả các bạn đầu đó thì ta bỏ thuốc, vì bỏ thuốc thì đó hiệu quả không tốt. Một trong những mơ ước là gì, làm sao ta rút ngắn thời gian lại còn một tuần thôi, thì nghiên cứu này chứng minh rằng sau một tuần hiệu quả tương đương với 14 ngày. Nghiên cứu này là lần đầu tiên người ta dám thử là cho một nhóm không uống primakin để xem tỷ lệ tái phát là bao nhiêu, thì thấy rằng nếu uống primakin thì khoảng 50% bệnh nhân sẽ bị tái phát sau một năm theo dõi, nha, sau một năm theo dõi. Nãy bạn kia hỏi sao theo dõi một năm hai năm đó, thấy rằng tất cả đồng ngang rồi không thêm nữa, hầu như là đa phần cái tái phát do thiền ngủ trong vòng khoảng 6 tháng đầu thôi, 180 ngày thôi, sau đó là đồng ngang và nó lên nữa, người ta có tái phát trong vòng 6 tháng đến năm thôi, cho nên theo dõi từ 1-2 năm. Thì thấy rằng cái nhánh mà xài liều 7 ngày và nhánh xài liều 4 ngày thì không khác biệt về tỷ lệ tái phát, tức là tương đương. Tuy nhiên mình phải nhớ rằng nghiên cứu này hiện tại rất khó dựng tiền nam vì ta phải xét nghiệm men CBD trước khi dám cho bệnh nhân uống liều cao về thuốc đồng tính oxy hóa và tăng liều là để tăng đồng tính. Thứ hai là cái liều trong nghiên cứu này nó gấp đôi cái liều hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Y tế hướng dẫn là 3.5mg ký tổng liều. Đối với dịch thể ngủ thì tổng liều là quan trọng chứ không phải là liều mỗi ngày. Anh uống tổng cộng cái liều là bao nhiêu liên quan đến hiệu quả dịch thể ngủ thì tổng liều Bộ Y tế cho hiện tại 3.5, còn trong nghiên cứu này là ta sẽ phải đi gặp cái kỹ hơn cao. Nhưng mà tương lai Bộ có thể nói hay không thì đợi, mình chờ đợi nghiên cứu này mới dự đăng cách đây khoảng chừng tháng 2 tháng thôi. Thuốc kế là tamoxifen là một thuốc mà cũng giống như primakin, cùng nhóm với primakin, nhưng nó có tác dụng kéo dài. Primakin thời gian tác dụng là 5 tiếng, trong vòng bán thải 5 tiếng. Còn thuốc này là thời gian bán thải từ 15 đến 30 ngày, là nó nằm trong người rất là lâu. Do đó, khi điều trị tên cơ uống một liều duy nhất thôi, chứ không kia cơ uống đến 14 ngày. Tuy nhiên, nó có những mặt trái của nó. Mặt trái thứ nhất là bệnh nhân có thiếu năng về CBD. Nếu người ta thiếu về CBD, ta uống primakin vô ta thái đen, ta ngưng primakin 5 tiếng sau thì bệnh nhân hết tiểu tiết rất tốt. Còn cái này nằm luôn trong người đâu có đái được nữa, nó uống được cái là nó đái cái nó hết hồng hồng thôi, nó đái nó sạch thì do đó rất sợ anh cũng phải có xét nghiệm định lượng men CBD trước phải hoàn toàn bình thường mới dám cho uống thuốc này. Thứ hai, dưới 16 tuổi thì đang nằm nghiên cứu ở Việt Nam, hiện tại chúng ta đang làm nghiên cứu để tối ưu liều cho các em dưới 16 tuổi, còn trên 16 tuổi thì cả thế giới công nhận rồi. Vừa đưa có thai mà cho con bố đưa nhận cho uống thuốc này đâu, ngay đó là thuốc oxy hóa mà tính như primakin là chúng ta cho đây. Và tạp chí đưa lên 15 tháng 9 vừa rồi thì chứng minh rằng cách đây mấy ngày là tamoxifen thua primakin một chút thôi, nhưng mà uống một liều, còn ông kia thì uống tới 14 ngày. Còn nếu anh làm placebo thì nó thất bại nhiều hơn, nên placebo thì tái phát rất là nhiều. Ở đây Việt Nam mà tamoxifen và primakin cũng không có khác biệt lượng, tức là tamoxifen thua primakin một chút, thế là tỷ lệ tái phát cao hơn primakin một chút, chút thôi. Nhưng mà
cái lễ quý vị cúng một lần thì ta dễ tuân thủ. Còn cái này là cúng 14 ngày, bệnh nhân mỗi ngày phải đến trạm y tế uống trước mặt nhân viên y tế. Chứ còn thông thường trong tình hành thì chúng ta đâu làm được chuyện đó. Ta cấp người ta 14 ngày mà xác định vô rừng uống được ngày 2 ngày, còn cho rác 2 uống. Cái đó hiệu quả chắc là tỷ lệ tái phát là 50% lần. Cho nên mình thấy cái này là vì có giám sát kỹ thì ta ra rằng là ta phải được kinh thua. Nhưng mà rõ ràng nếu mà anh dùng trong thực hành thì rõ ràng là cái này hiệu quả cao, hẳn uống một liều thôi. Nhưng mặt trái của nó là nếu nó tác biến thì mình dùng bệnh nhân chết. Mọi người ta hết thành rộng. Phần cuối cùng, dự phòng. Làm sao dự phòng được sốt rét? Cái này có thi nghe, cái này sẽ thi Isao Thiên Vân Đáp. Bây giờ nè. Về dự phòng thì đối với bệnh nhân sốt rét thì nó có mấy việc. Việc thứ nhất là chống đông, tức là ta khuyến cáo cho anh bạn đi vùng sốt rét, anh đi công tác sốt rét thì anh nhớ là phải mặc quần áo dài tay, đúng không? Mặc găng quăng vớ, mũi anh phải hoạt động từ chập chờn tối đến gần sáng. Do đó chúng ta nhớ rằng buổi tối hạn chế tập trung đông người, tập trung nhậu, tập trung sinh hoạt đông người thì mũi nó dự vào mùi hơi thở của mùa hôi. Rất là nhiều, do đó buổi tối hạn chế tập trung đông người. Từ 6 đến giờ mặc quần áo dài, chỗ nào che không được thì ta thoa thuốc cho mũi và chui vào vô trong mũi càng sớm càng tốt, hạn chế bị mũi đốt. Tuy nhiên không ai đảm bảo mình không bị mũi đốt đâu, do đó chúng ta phải uống thuốc dự phòng. Thuốc dự phòng hiện tại thì chúng ta chỉ có doxycycline thôi. Doxycycline thì uống mỗi ngày 1 viên, uống khoảng 2-3 ngày trước khi vào vùng sốt rét, uống cho đến 4 tuần sau tiền rời của vùng sốt rét. Tuy nhiên, dù có mũi một, dù có uống thuốc dự phòng thì cũng không đảm bảo là ta không mắc sốt rét. Do đó, biện pháp cuối cùng cực kỳ quan trọng. Anh đi vùng sốt rét về mà có sốt, tức là có sốt, có những cái dịch bệnh sốt rét thì phải đến cơ sở y tế để thử mắc. Chúng ta đừng nghĩ y rằng ta có mũi một, ta có uống thuốc dự phòng tốt thì ta cũng bị sốt rét vẫn bệnh bình thường. Do đó sau khi được sốt rét về và có sốt thì phải đến cơ quan y tế tự mang. Mình nhớ dặn dò người tư vấn về bản thân mình là nhân viên y tế đi công tác cùng sốt rét mình phải nhớ. Rồi những thuốc sốt rét này liệu nó có đây dùng để co nha. Cũng diệt được sốt rét không phải chuyện của riêng ngành y tế, đây là chuyện của cả xã hội, nha, đây là xã hội. Do đó chúng ta phải cải thiện về đời sống của dân, ta phải có những cái công tác về phát triển kinh tế thì ta mới có thể chặn được tình hình sốt rét. Rồi cách ba.